Cảnh sát nói về vụ án mạng liên quan đến giám đốc bệnh viện cai Lệ. Nguyên nhân giết người xuất phát từ ghen tuông tình ái, các nghi phạm đã chuẩn bị trước công cụ, phương tiện phạm tội, đại diện công an tỉnh Tiền Giang thông tin. Ngày 9 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang đang làm rõ lời khai của ông Nguyễn Văn Ngưu, 57 tuổi, giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lệ cùng ba nghi phạm liên quan đến vụ án giết người. Theo cảnh sát, ông Ngưu và Huỳnh Đức Trọng, 37 tuổi, Nguyễn Ngọc Hậu, 25 tuổi và Lê Quốc Đạt, 33 tuổi, cùng quê ở Tiền Giang đã khai nhận về vụ án mạng xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy vào tối ngày 11 tháng 3. Cảnh sát đã thu giữ phương tiện được nghi phạm sử dụng khi gây án cùng điện thoại và một số tang vật khác. Cơ quan điều tra đang xác minh lời khai của bốn người này nên chưa thông tin cụ thể. Bước đầu xác định nguyên nhân giết người xuất phát từ ghen tuông tình ái, các nghi phạm đã chuẩn bị trước công cụ, phương tiện phạm tội và thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra, đại diện công an tỉnh Tiền Giang thông tin. Theo cảnh sát, tối ngày 11 tháng 3, bà Võ Thị Mười, 43 tuổi, ngụ tại xã Phú An, huyện Cai Lậy, chạy xe máy chở ông Trần Văn Định, 59 tuổi, ngụ ở huyện Cái Bè, trên quốc lộ 1, đoạn qua Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, Đạt và Hậu chạy xe máy bám theo rồi dùng hung khí đâm vào bụng bà Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Quá trình điều tra, cảnh sát nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đại tá Nguyễn Văn Nhật, giám đốc công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung lực lượng điều tra truy bắt tội phạm. Ngày 8 tháng 4, cảnh sát đã có đủ tài liệu chứng cứ để bắt khẩn cấp ông Ngưu cùng ba động phạm trong vụ án.